Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi, lên cho anh em một cái con Kubota anh em. Ha, Kubota. Thì con này hỏng hút xả là 60. Nó còn hai cái nói nhanh đây luôn nha anh em. Con này ba ngựa 7 nha. Bao hơi lửa cho anh em. Bao hơi lửa cho anh em. Rồi, giá là 1 triệu luôn. Ha, mình sang hay xe đen về. Mình sang hay đen về anh em mình xúc. Rồi, giá là 1 triệu đồng. Chuyển khoản đủ em bao ship luôn nha, giá đã bao ship rồi nha anh em, 1 triệu anh em. Bên đây nè, 1 con 2 con 3 con 4 5 6 7 con, 7 con 7 triệu anh em mua thì 8 con luôn, con triệu 1 triệu thôi. Chuyển khoản đủ bao ship nha, nói chung thì đồng giá hết trên đây nè, con triệu 1 triệu nha. Rubin e gì cũng vậy nha, anh em mua cứ liên hệ nha. Rubin Kubota, còn ha Mitsu á nè, Mitsu ba nghệ dữ nè. Con này nổ ok nè, nổ ok rồi, con này nổ ok nè, nổ rồi thì 1 triệu mốt nè, 1 triệu mốt, chỉ thằng đủ bao ship luôn, hỏng hút xả 60 á,